Tranh đồng hồ treo tường tráng gương là sự kết hợp hoàn hảo từ những bức tranh vô cùng đẹp mắt và chiếc đồng hồ đầy nghệ thuật. Không chỉ để xem thời gian, tranh đồng hồ treo tường còn mang lại sự tinh tế và gam màu sống động cho ngôi nhà của bạn. Khi nhận tranh đồng hồ, sẽ có hai phần tách riêng ra là tranh riêng và đồng hồ riêng nha. Giờ Lala sẽ hướng dẫn cho mọi người cách gắn tranh đồng hồ treo tường sao cho đúng cách nha. Đầu tiên, chọn khu vực bức tường mà bạn muốn treo tranh lên đồng hồ, dùng búa đóng đinh ba chân nhỏ vào tường cho chặt, sau đó treo tranh vào cho thẳng và cân xứng. Tiếp theo, đặt đồng hồ lên mặt tranh khoảng 1/4 sao cho đồng hồ nằm cân xứng giữa các bức tranh, đánh dấu lại ngay số 12 ở đồng hồ để đóng đinh treo đồng hồ nhé. Dùng đinh bốn chân đóng mạnh lên tường, sau đó treo đồng hồ lên là xong rồi. Cùng nhìn thành quả nha!